Hôm nay, chúng tôi mang đến một bộ phim khoa học viễn tưởng hành động của Mỹ, đưa bạn đến với hành trình đầy thử thách của một phi hành gia không may gặp nạn và bị mắc kẹt trên một hành tinh hoang tàn, tách biệt hoàn toàn với thế giới quen thuộc. Anh buộc phải chiến đấu để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, nơi ẩn chứa vô số nguy hiểm. Không chỉ phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, anh còn phải chống lại những sinh vật bí ẩn và giải mã những bí ẩn giấu trên hành tinh này. Phim kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố khoa học viễn tưởng, hành động và kinh dị, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và hồi hộp, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Nhân vật chính phải vận dụng mọi kỹ năng và bản lĩnh của mình để vượt qua những thử thách cam go, tìm cách sửa chữa phi thuyền và trở về trái đất. Đây là một bộ phim dành cho những ai yêu thích thể loại khoa học viễn tưởng, hành động và muốn trải nghiệm một cuộc phiêu lưu ly kỳ đầy kịch tính. Trong một nhà tù thuộc địa khai thác mỏ, hàng chục tù nhân làm việc mỗi ngày với một thiết bị đặc biệt trên miệng khiến họ không thể nói chuyện với nhau. Khi một cỗ máy được gọi là máy nghiền bị hỏng, một lính canh gọi tù nhân Kai đến sửa. Chỉ trong vài phút, Kai đã làm cho chiếc máy này hoạt động trở lại. Đột nhiên lính canh mang đến một tù nhân mới và mọi người đều sốc khi nhìn thấy đó là Hát, vị tướng đã thua cuộc trong cuộc nội chiến trước tướng Lang. Một cựu phiến quân đứng dậy khi nhìn thấy vị tướng của mình và người lính ngay lập tức đấm anh ta. Người tù trả đũa bằng một cú húc đầu và một tù nhân khác tận dụng cơ hội để đấm lính canh khác, ném anh ta xuống đất và dùng một sợi dây xích đánh anh ta. Cảm nhận được một cuộc bạo loạn sắp xảy ra, một lính canh khác kích hoạt hố nghiền, đảo ngược cánh quạt để kéo dây xích quấn quanh chân tù nhân về phía cái hố. Anh chàng này nhanh chóng ngã xuống và bị xé cho đến chết. Đúng lúc đó Hát ra hiệu Rai đó đang ẩn nấp và một người lính canh bất ngờ bị bắn từ xa. Sau đó anh ta hợp tác với các tù nhân khác bắt đầu tấn công những người còn lại. Một lính canh tiếp tục sử dụng máy để kích hoạt các sợi dây xích khiến nhiều tù nhân rơi xuống hố tử vong. Khi lính canh bị phân tâm, Kai lao đến chiếc máy và cố gắng ngăn chặn vụ thảm sát. Nhưng sợi dây xích cũng bắt đầu kéo anh đi. Anh chộp lấy vũ khí rơi trên mặt đất và bắn sợi dây xích nhưng vô ích. Vì vậy anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị mất một chân. Trong khi sợi dây xích kéo chân của anh đi, Kai nhảy trở lại chiếc máy và cuối cùng cũng dừng được nó lại. Người lính canh cuối cùng cũng cố gắng đứng lên và Hát ra hiệu bằng tay để tay súng bắn tỉa, nhanh chóng giết chết anh ta. Sau đó Kai bất tỉnh. Một thời gian sau Kai tỉnh dậy trên tàu của Hát và phát hiện ra mình đã được lắp một chiếc chân giả. Hát sử dụng một chiếc máy để lấy thiết bị ra khỏi miệng của Kai và nói rằng anh ta đang giải cứu những người nổi dậy khác để cải tổ lại quân đội của mình và phản công. Anh ta cũng biết cha của Kai, người cũng từng chiến đấu cho cuộc nổi dậy. Thật không may, cha của Kai bị tướng Lang bắt và ông ta sẽ bị xử tử trong vài tháng nữa nhân ngày kỷ niệm chiến thắng của Lang, được gọi là ngày giải phóng. Hát biết Kai là một phi công lão luyện nên đưa ra một thỏa thuận. Kai phải cướp một con tàu quan trọng của đối phương để lấy dữ liệu bí mật. Nếu thành công, Hát sẽ đón anh và sử dụng thông tin đó để cứu cha anh, nên Kai đồng ý. Sau đó, Kai được đưa vào một kén ngủ đông và đưa lẻn vào tàu của địch có tên là Azao. Giữa chuyến đi, Kai thức dậy sớm hơn theo kế hoạch và tìm thấy một chiếc máy tính để truy cập vào hồ sơ của con tàu. Trên radio, Hát giải thích rằng tất cả những gì Kai phải làm là cắm thiết bị vào và chiếc găng tay sẽ thực hiện mọi công việc còn lại. Khi Kai tải thông tin xuống, một thông báo xuất hiện trên màn hình báo rằng hệ thống sẽ dễ bị tấn công nếu anh tiếp tục. Kai nói với Hát, anh ta đảm bảo với anh rằng đó chỉ là thông báo tạm thời và sẽ ổn. Đèn đỏ bật nhưng Kai vẫn tiếp tục tải xuống cho đến khi chiếc máy tính thông báo hệ thống đang ngoại tuyến và bên ngoài có hoạt động điện tử không ổn định. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, Hát xác nhận rằng có một cơn bão điện tử từ bên ngoài đang khiến mọi thứ không ổn định. Vì vậy anh ta yêu cầu Kai gửi các tập tin cho mình. Kai bắt đầu chuyển giao nhưng đột nhiên con tàu rung chuyển và bị hư hỏng vì lỗ hổng hiện tại. Sự can thiệp khiến việc chuyển giao không thành công và Kai mất liên lạc với Hát. Trong khi đó con tàu đẩy tất cả các khoang thoát hiểm của thủy thủ đoàn đang ngủ ra bên ngoài. Ra ngoài, Kai lao tới tàu con thoi ngay trước khi nó bị đẩy ra ngoài và bất tỉnh trong khi nó rơi xuống một hành tinh gần nhất. Khi Kai tỉnh dậy, anh cố gắng liên lạc với Hát nhưng không được. Anh lao ra khỏi tàu con thoi và nhìn thấy những quả trứng rơi khắp hành tinh nhưng đột nhiên anh khó thở và quay lại vào bên trong. AI của con tàu có tên là Zip cảnh báo với Kai rằng bầu không khí rất độc hại và nếu tiếp xúc lâu dài có thể gây tê liệt hoặc tử vong. Kai nhìn qua cửa sổ và thấy Azao đang từ từ rơi xuống và yêu cầu Zip báo cáo trạng thái. Tuy nhiên Zip yêu cầu đăng nhập để tiếp tục nhận thông tin. Zip nói rằng Kai cần tìm một nguồn oxy mới vì nguồn oxy trên tàu con thoi chỉ còn 12%. Đột nhiên, một thành viên phi hành đoàn tên là Olander gửi một tin nhắn từ khoang của anh ta yêu cầu những người sống sót gặp nhau tại địa điểm máy bay rơi. Kai lấy mặt nạ dưỡng khí và đi ra ngoài kiểm tra khu vực. Anh tìm thấy một số bộ phận từ những kén ngủ đông bị rơi và cơ thể của Olander đang chảy máu trên mặt đất. Ngoài ra còn có một kén còn nguyên vẹn và có người đang đẩy nó từ bên trong nên Kai mở nó ra và nhìn thấy Tazen. Anh đưa mặt nạ dưỡng khí của mình cho cô và đưa cô trở lại tàu con thoi. Trong khi đó cơ thể của Olander bị thứ gì đó kéo đi. Tại tàu con thoi, Tazen đăng nhập vào hệ thống và tỏ ra nghi ngờ Kai. Zip thực hiện quét nhưng không tìm thấy mảnh vỡ của Azao. Tuy nhiên, Tazen biết rằng nhóm còn lại sẽ rời đi nên cô nhanh chóng rời khỏi con thuyền.
Kai liên lạc cho Hát một lần nữa nhưng không được, nên anh đi theo cô ấy. Trong khi bộ đôi lang thang xung quanh, Dajian giải thích rằng họ thực sự đang ở trên một mặt trăng và hành tinh là quả cầu lớn mà họ đang nhìn thấy trên bầu trời. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy thiết bị thăm dò nghiên cứu trên mặt đất và Dajian bị ngạc nhiên bởi mức độ oxy hóa kim loại của bầu khí quyển khi họ mới gửi nó xuống đây trước lúc con tàu gặp tai nạn 4 giờ đồng hồ. Một lúc sau, họ tìm thấy Azao bị rơi gần một tảng đá đang phát sáng, thứ mà Kai chắc chắn không có ở đó trước đấy. Bộ đôi thảo luận về cách mình nên tiếp tục như thế nào, vì Kai nói rằng anh ấy sẽ không được chào đón vào nhóm. Dajian nhận ra anh làm việc cho Hát và nói rằng ông ta là một vị tướng độc ác, người này từng đột kích các thuộc địa trước chiến tranh, giết chết hàng nghìn người. Tuy nhiên, Kai nói rằng tất cả chỉ là tuyên truyền và quyết định quay trở lại tàu con thoi. Kai ngồi vào ghế phi công và yêu cầu Jeep kích hoạt hệ thống bay, nhưng Jeep từ chối vì Kai không được ủy quyền. Thay vào đó, Kai yêu cầu cập nhật thông tin về Hát và Jeep phát một đoạn băng nhận tội của ông ta. Một đoạn video cho thấy Hát sau khi thua trận đã thừa nhận mọi tội ác của mình. Tuy nhiên, Kai nhận thấy rằng Hát có một cử chỉ kỳ lạ và tự hỏi liệu điều đó có phải là sự thật hay không. Đúng lúc đó, Olander gửi một tin nhắn mới nói rằng việc sơ tán sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa. Sau đó, Kai quay lại gặp Dajian và đồng ý rời đi cùng với cô ấy, bất chấp rủi ro. Dajian nói rằng quần áo của anh ấy sẽ khiến mọi người nổ súng khi vừa nhìn thấy. Vì vậy, anh ấy bắt đầu cởi bỏ những thứ không cần thiết trên đồng phục. Trong khi đấy, có một thứ gì đó đang quan sát từ trong bóng tối. Sau đó, bộ đôi cố gắng tiếp cận Azao, nhưng một trận động đất bất ngờ ập đến khu vực này. Dajian quay lại và bị sốc khi nhìn thấy Kai đang bị một thứ gì đó kéo vào trong hang động. Cô nắm lấy tay anh và cố gắng kéo anh ra ngoài. Tuy nhiên, cô không đủ sức mạnh và Kai bị bắt đi. Sợ hãi, Dajian chạy về phía Azao, nhưng đã quá muộn, những cái kén đã rời đi mà không có cô. Không biết phải làm gì khác, Dajian quay trở lại tàu con thoi để nghỉ ngơi. 4 ngày sau, cô đang khám phá khu vực này và tìm thấy găng tay và rìu của Kai trên mặt đất. Cách đó không xa, cô nhìn thấy một cục đá đang phát sáng và Kai nằm trên mặt đất phủ đầy chất nhờn. Trước sự bàng hoàng của cô, chân của anh đã hoàn toàn lành lặn. Cô đưa anh trở lại tàu con thoi và thực hiện một số xét nghiệm và phát hiện ra rằng anh đã có mối quan hệ cộng sinh với một sinh vật khác. Chúng đã chữa lành vết thương cho anh và khiến anh miễn nhiễm với môi trường độc hại ở đây. Jeep cố gắng cung cấp thông tin và Dajian khó chịu yêu cầu nó im lặng, nhắc nhở nó chỉ được nói khi có yêu cầu giúp đỡ. Cuối cùng, khi Kai tỉnh dậy, anh giải thích rằng mình không nhớ gì hết, chỉ nhớ rằng mình đã ngủ. Anh cảm thấy cơ thể của mình nặng hơn nhưng vẫn ổn. Dajian nói rằng cô ấy không thể lái tàu con thoi rời đi vì cô ấy là nhà sinh vật học, chỉ một số nhân viên nhất định mới có quyền truy cập vào hệ thống. Bộ đôi quyết định kiểm tra bức tượng đá và Kai dùng rìu đập vào nó và phát hiện ra nó thực chất là một cái kén. Bên trong họ tìm thấy cơ thể của Olander, anh ta cũng dính đầy chất nhờn. Họ bế anh ta trở lại tàu con thoi và khi Dajian chạm vào mặt của Olander bằng bàn tay của cô, anh ta bắt đầu co giật. Kai rút một số dây để đưa máy quét ra bên ngoài và họ quét mắt của Olander. Điều này cuối cùng cho phép họ truy cập vào hệ thống bay. Kai ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị động cơ, trong khi hỏi Jeep về ngày giải phóng, biết rằng anh vẫn còn 76 ngày nữa trước khi họ hành quyết cha anh. Dajian bị sốc khi biết anh không đưa Olander đi cùng và nhận ra cô ấy biết Kai. Hóa ra anh từng làm việc cho cha của cô ấy khi cô còn nhỏ. Cô nói rằng người đàn ông mà cô ấy biết hồi đó sẽ không bao giờ bỏ rơi ai đó cho đến chết. Bên ngoài, Olander cuối cùng cũng tỉnh dậy và nôn mửa. Kai và Dajian đi ra để kiểm tra anh ta và Olander bắt đầu hét lên về việc Hát sẽ giết tất cả họ như thế nào. Sau đó anh ta nhặt một khẩu súng từ dưới đất và Kai nhảy lên đấm anh ta. Cùng lúc đó anh ta nổ súng. Sau khi hạ gục Olander, Kai quay lại và phát hiện Dajian đã chết. Tức giận, anh ta bắt đầu đánh Olander. Đột nhiên anh ta dừng lại vì nhận ra mình cũng bị bắn. Cơ thể của anh bắt đầu quằn quại và bất tỉnh trên mặt đất. Một thời gian sau, Kai tỉnh dậy gần bức tượng đá, trông đã hoàn toàn bình phục. Sau khi nhìn thấy những ánh sáng bí ẩn bay trên bầu trời, anh quay trở lại khu vực tàu con thoi và bị sốc khi nhìn thấy toàn bộ xương của Dajian và Olander. Anh bước vào tàu con thoi và phát hiện ra động cơ bị hỏng nên yêu cầu Jeep giải thích. Hóa ra anh ấy đã mất tích trong 34 ngày. Trong thời gian đó, động cơ vẫn chạy và cuối cùng bị cháy. Còn 42 ngày nữa là đến ngày giải phóng. Jeep cũng tiết lộ rằng khi Kai đi vắng, nó đã phát hiện ra được nhịp tim của Olander trong khu vực, nghĩa là anh ấy cũng đang được hồi sinh giống như Kai. Tò mò, anh ấy đi đến hang động và nhận thấy có dấu chân trên cát. Khi anh ấy đưa tay ra, bàn tay của anh phát sáng như bức tượng đá nên anh quyết định quay lại. Trong vài ngày tiếp theo, Kai tìm kiếm những chiếc vỏ bị hỏng và lấy các bộ phận của chúng để sửa chữa động cơ. Anh cũng lấy tấm huy hiệu ID của Dajian, Jeep mở phim hoạt hình cho anh xem trong khi làm việc. Một đêm nọ, Kai thức dậy khi nghe thấy một thứ âm thanh lạ. Đột nhiên anh bắt đầu cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi và Jeep phát hiện ra nhịp tim đang tăng lên. Kai rời khỏi giường, rơi vào trạng thái đau đớn, phá vỡ mọi thứ anh đang cố gắng sửa chữa. Jeep yêu cầu anh ra bên ngoài, nếu không mọi thứ sẽ tệ hơn. Sau đó Kai chạy đến một hang động và nghe thấy tiếng động kỳ lạ trước khi một con quái vật đáng sợ xuất hiện. Anh ngay lập tức chạy ra ngoài và khuỵu gối xuống vì đau đớn, trong khi những thứ kỳ lạ thò ra từ lưng khiến anh bất tỉnh. Một thời gian sau, Kai tỉnh dậy với đầy chất nhầy và quay trở lại tàu con thoi. Anh quyết luận rằng nỗi sợ hãi và nỗi đau đã gây ra sự biến đổi và muốn loại bỏ sinh vật bên trong mình.
Chán nản, anh bắt đầu nổ máy và nhắc đến ngày giải phóng trong tuyệt vọng để cứu cha mình. Thật không may, Liếp thông báo với anh rằng anh đã ngủ rất lâu và ngày giải phóng đã diễn ra 2 ngày trước. Kai khóc lóc bước ra ngoài và ngã xuống đất, chấp nhận số phận của mình sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. 3 năm sau, Kai vẫn sống trên mặt trăng. Anh ấy đã rèn luyện cơ thể của mình và bây giờ bất cứ khi nào anh vô tình làm tổn thương bản thân, anh cũng có thể ngăn chặn quá trình biến đổi trước khi nó xảy ra. Trên bầu trời, anh vẫn nhìn thấy những ánh sáng bí ẩn đang bay xuống. Một đêm nọ, anh nhìn thấy thứ gì đó phát sáng bên trong mũ bảo hiểm và rất phấn khích. Anh mang nó ra ngoài và một con đom đóm bay ra. Nó cùng với những con đom đóm khác cùng nhau tạo nên một màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp. Khi quay trở lại tàu con thoi, anh tìm thấy dấu chân bên ngoài và phát hiện ra huy hiệu của Taren đã biến mất. Khi nói chuyện với Jeep về việc này, Jeep chia sẻ về một lý thuyết. Nó nghĩ Olander có mối quan hệ cộng sinh giống như Kai, nghĩa là anh ấy đã được hồi sinh, nhưng anh ấy bị mắc kẹt trong hình dạng quái vật. Jeep cho rằng cái chết bây giờ là một phần trong vòng đời của Kai. Cơ thể chết đi, nhưng ý thức của họ vẫn tiếp tục tồn tại trong cơ thể được tạo ra mới. Khi Jeep yêu cầu Kai tự sát để có thể nghiên cứu cơ thể nhằm tìm ra cách chữa trị, Kai từ chối và nói rằng đó chỉ là lý thuyết và việc anh ấy hồi sinh trong cơ thể mới không được đảm bảo. Sau đó Kai tìm kiếm quái vật và bị sốc khi tìm thấy một trong những xác chết của anh. Anh mang nó trở lại tàu con thoi và đặt nó làm mồi nhử. Khi con quái vật đến đủ gần, Kai bước ra và bắn nó. Khi anh nghe thấy tiếng gầm từ xa, anh cắt một mảnh của con quái vật và mang nó đến cho Jeep. Sau khi quét và phát hiện ra đây thực sự là DNA của Olander, nó cũng tham chiếu chéo ngày tháng và chỉ ra rằng có thể nghe thấy tiếng gầm mỗi khi Olander hoặc Kai chết. Điều đó có nghĩa là có thứ gì đó ngoài kia phản ứng với cái chết của họ, nghe giống như tiếng người mẹ đang than khóc cho đứa con của mình, và có lẽ nó đã kích hoạt quá trình hồi sinh. Kai không hiểu nhiều vì anh ấy không phải là nhà sinh vật học, và nghe thấy từ đó khiến Jeep nhắc tới Taren. Khi Kai cho phép Jeep chia sẻ thông tin về cô ấy, nó phát một đoạn ghi âm về đêm xảy ra vụ nổ súng. Hóa ra Taren bất tỉnh chứ chưa chết và cô ấy đã trốn thoát sau khi Kai chết. Bộ xương mà Kai nhìn thấy là của chính anh. Kai tức giận vì Jeep chưa bao giờ đề cập đến việc Taren còn sống trong 3 năm qua. Vì vậy Jeep nói với anh rằng nó chỉ có thể chia sẻ thông tin khi được hỏi. Bây giờ Kai có mục đích mới là đi tìm Taren. Anh lấy các bộ phận của tàu con thoi và chế tạo cơ thể cho Jeep để nó có thể đi theo anh khắp nơi trong quá trình tìm kiếm. Sau nhiều lần lang thang, họ đến được một hang động và Jeep cố gắng quét các đường hầm. Tuy nhiên có hiện tượng nhiễu điện từ mạnh làm rối loạn hệ thống của nó. Họ quyết định đi theo tín hiệu kỳ lạ đó và Kai bắt đầu ngửi thấy mùi gì đó kỳ lạ. Vì trời tối nên anh yêu cầu Jeep mở thứ gì đó cho sáng hơn và nó phát một đoạn video khá lớn tiếng. Kai phải chạy đến để tắt âm thanh nhưng đã quá muộn. Sinh vật bước ra từ bóng tối và tấn công. Khi Kai né đòn tấn công, Jeep lại bị nó hút vào và con quái vật tiếp tục theo đuổi Kai. Nó nhanh chóng cắn vào cánh tay của anh và Kai tận dụng cơ hội để dùng rìu đánh nó, sau đó giết chết nó. Vào lúc đấy, tiếng gầm gừ tương tự vang lên trong hang động. Kai đi theo ánh sáng ở phía sau và tìm thấy cơ thể ban đầu của mình bên cạnh Olander. Sau khi hoàn hồn lại, anh che mặt Olander và làm anh ta ngạt thở. Điều này cũng giết chết con thú của anh ta. Bây giờ, Kai lẽ ra phải làm điều tương tự với cơ thể mình, nhưng anh không có đủ bản lĩnh làm như vậy. Thay vào đó, anh nhặt chiếc chân giả của mình lên và tiếp tục tìm kiếm Taren cùng với Jeep. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy nơi Jeep cảm nhận được nhịp tim của Taren lần cuối. Và Kai có thể biết được có thứ gì đó đã phóng từ mặt đất lên. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã trốn thoát được. Đúng lúc đó, màn hình của Jeep bắt đầu bị lỗi và Kai nhận ra chiếc chân giả của mình đang gây ra lỗi đó. Anh kiểm tra bên trong và tìm thấy một quả lựu đạn sung. Có nghĩa là Hát yêu cầu anh gửi hồ sơ cho anh ta qua găng tay và sẽ cho nổ quả bom này sau khi nhận được dữ liệu. Đột nhiên, ánh sáng trên bầu trời bắt đầu rơi xuống đất và Kai vội vàng chạy đến kiểm tra chúng và phát hiện đó là khoang thoát hiểm. Điều này thật vô lý vì chúng đã rời từ 3 năm trước và anh đã nhìn thấy chúng trên bầu trời hàng ngày. Điều này khiến Jeep chia sẻ một số thông tin mật. Mặt trăng này đang trong quá trình thử nghiệm giãn nở thời gian. Ở đây thời gian trôi qua rất nhanh vì tướng quân muốn có cách chế tạo vũ khí mới và đào tạo binh lính nhanh chóng. 5 tháng trôi qua trên mặt trăng này so với bên ngoài chỉ được tính vài phút. Đúng lúc đó Kai nhìn thấy một con tàu đang đến gần nhưng anh chuẩn bị sẵn sàng chào đón. Con tàu hạ xuống và Hát đi ra cùng với một người khác. Anh ấy đã nhận được tin nhắn của Kai và chỉ mất 20 phút để đến. Nhưng đối với Kai thì đó là hàng năm trời. Kai nhận ra chính Hát đã bắn hạ A-Zao và những chiếc kén ngủ vì anh ta muốn sử dụng mặt trăng này cho quân đội của mình. Anh nói với Hát rằng tất cả thông tin đều có trong tàu con thoi, nhưng Hát biết anh ta nói dối và đánh anh bất tỉnh. Khi Kai tỉnh dậy, anh bị xích trong tàu con thoi và phát hiện ra Taren đứng gần đấy. Khi Hát đe dọa sẽ giết cô ấy, Kai nói với hắn rằng mình đã giấu tất cả thông tin bên trong máy thăm dò. Sau đó Hát tìm thấy thiết bị thăm dò và khi tìm thấy thứ mình muốn, anh ta kích hoạt quả lựu đạn ở chân Kai. Tuy nhiên Kai đã đoán được trước điều này và đặt quả lựu đạn bên trong máy dò. Quả lựu đạn lúc này đã phát nổ. Và lúc đó cơ thể của Kai bắt đầu phát sáng và anh ấy biến đổi hoàn toàn thành hình dạng quái vật. Người còn lại cố gắng bắn hạ anh, nhưng Taren đã chặn anh ta lại. Khi Kai đến quá gần Taren, Jeep xuất hiện bên ngoài và gọi anh. Sinh vật lao ra ngoài với đầy máu và phá hủy Jeep. Cùng lúc đấy, Taren bước ra. Bằng những lời ngọt ngào, Taren tiếp cận sinh vật đó và nói rằng anh có thể điều khiển nó. Con quái vật lùi lại, chẳng bao lâu Kai trở lại hình dạng con người.
Anh quay trở lại chỗ Tazen và nhìn thấy Jeep đang tắt nguồn. Đột nhiên Hát xuất hiện với tình trạng bị thương nặng và bắt đầu bắn vào Kai. Kai dùng sức mạnh của quái vật bên trong mình tóm lấy cổ của Hát và để một chi của sinh vật lao ra giết anh ta. Sau đó bộ đôi tìm cách kích hoạt Jeep và họ trốn thoát trên tàu của Hát. Trong khi đó, gần xác của Hát có thể nghe thấy một tiếng gầm